Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 2, tin từ công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang điều tra nguyên nhân cháu gái TN 14 tháng tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp quận 12. Theo thông tin ban đầu, Trưa ngày 21 tháng 2, bà P, 36 tuổi, người giữ trẻ, phát hiện cháu đờ có biểu hiện nôn ói nên cùng người dân xung quanh đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Sau đó, công an phường Tân Thới Hiệp, công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của bà P. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cháu N tử vong do bệnh lý. Theo người dân địa phương, vợ chồng bà P thuê căn nhà trên và sinh sống cùng với hai người con và nhận trông giữ một số trẻ là con của công nhân ở gần đó gửi để chăm sóc. Bà P có bằng giữ trẻ, trước đây từng làm giáo viên trường mầm non, tính tình hiền lành. Sau khi nghỉ làm ở trường, bà P nhận giữ trẻ được vài năm và rất thương yêu trẻ em. Trong lúc đang giữ bốn em nhỏ thì không may xảy ra vụ việc đau lòng. Cha mẹ của cháu N đều là công nhân và đang ở trọ tại phường Hiệp Thành. Theo ghi nhận, căn nhà xảy ra vụ việc gồm một trệt, một lầu và xung quanh có nhiều dãy trọ liền kề. Căn nhà trên được khóa ngoài và phía trước có đặt dụng cụ phơi chắn ở phía trước. Trước đó, hôm 6 tháng 6 năm 2023, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Bù Đăng khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu LKBA, 24 tháng tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, tại nhà trẻ mầm non Baby Shark. Thông tin ban đầu, cháu A được người nhà đưa đến gửi tại nhà giữa trẻ mầm non Baby Shark thuộc thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, người nhà nhận được tin nhắn cháu A đã tử vong tại bệnh viện. Theo báo cáo ban đầu của nhà trẻ này, khoảng 15 giờ, cháu A cùng nhiều cháu khác được cô giáo đưa xuống nhà tắm để tắm. Khoảng 15 phút sau, cô giáo phát hiện cháu A bị ngã cắm đầu vào thùng nước để trong nhà tắm, ngay lập tức các cô giáo hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu nhưng cháu A đã tử vong.